Hello, hôm nay thì mình lại xin chào toàn thể các anh chị em nhé. Trong cái buổi video của ngày hôm nay thì là mình tiếp tục giới thiệu đến cái dòng sản phẩm Hantoc, cái dòng sữa tắm diệt cái thằng ve ghẻ và khử mùi hôi tanh cho các anh chị em nhà mình. Nếu như mà ai chưa biết đến cái dòng sản phẩm này. Đây, về cái thành phần công dụng của nó thì đây nhá anh em nhé. Thì là anh chị em nhà mình có thể này diệt và phòng bọ chét, bét ve cháy giận ghẻ, dùng cho chó mèo thú nuôi và đặc biệt là khử mùi khai mùi hôi và làm mượt nông. Đấy, cách dùng thì ở đây nó có cái hướng dẫn sử dụng và cách dùng hết liều lượng bao nhiêu thì là anh chị em có thể tham khảo ở trên cái phần hướng dẫn sử dụng này. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với lại bên nhà mình nhé. Đây, nhà mình thì là hôm nay có về thêm 5 em cún con nhé anh em nhé. Thì có em Khoang thì vừa mới về một cái, thì là mai mình lại gửi đi Vĩnh Phúc rồi, Tam Dương Vĩnh Phúc thì là gửi em Khoang. Thế còn lại là còn 4 em. Đấy, hàng thì phê mê ly luôn, tha hồ cho các anh chị em nhà mình chọn. Rồi, hôm nay thì là do thời gian mình bận công việc cho nên là mình sẽ không làm được video dài, nên là mình chỉ ghi hình đến đây. Rồi, anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình nhé. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở video sau.